Bác sĩ chỉ ra 5 thần dược trị đau lưng, ngừa lão hóa, hiệu quả hơn cả triệu tiền thuốc. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, đau lưng là một trong những vấn đề mà rất nhiều cô bác mắc phải khi bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và kể từ đó về sau là thường xuyên bị cơn đau này hành hạ. Đặc biệt là vào mùa đông, khi mà thời tiết chuyển lạnh thì cô bác sẽ cảm thấy đau buốt gấp nhiều lần, có đúng không nào? Nhiều cô bác chủ quan, cố gắng chịu đựng cơn đau, hậu quả là chân cẳng càng ngày càng yếu đi, thậm chí là tê liệt, tiểu tiện không kiểm soát, chỉ có thể nằm yên một chỗ đến cuối đời. Từ đó gây ra tâm lý buồn phiền, chán nản, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình. Do đó trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 5 loại thực phẩm vô cùng quen thuộc có thể khắc phục được chứng đau lưng. Cô bác hãy bổ sung ngay từ bây giờ để điều trị dứt điểm, tránh để lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của bản thân cũng như của gia đình nhà mình, cô bác nhé. Thực phẩm đầu tiên đó chính là cà rốt. Có lẽ khi nói tới cà rốt thì cô bác sẽ nghĩ ngay tới công dụng nổi bật của nó, đó là giúp cho mắt của mình tinh sáng hơn, có đúng không nào? Do đó cô bác ăn cà rốt chủ yếu là để cải thiện thị lực. Thực tế là cô bác cũng ít ăn, cho các cháu nhỏ ăn là chủ yếu vì các cháu đang trong giai đoạn phát triển hoàn thiện về thể chất và trí não, rất cần một loại củ giàu dinh dưỡng thiết yếu giống như là cà rốt. Bởi vậy nên chẳng mấy ai biết về công dụng trị đau lưng của cà rốt cả. Tình trạng đau lưng của cô bác xảy ra hầu hết là do xương khớp, cột sống của mình lão hóa. Lúc này không chỉ đau ở mỗi khu vực sống lưng mà còn đau ê ẩm ở cả chân và tay nữa. Trong khi đó cà rốt lại có chứa chất chống oxy hóa, chống lại quá trình lão hóa, gây tổn thương cho các bộ phận trong cơ thể của bác, đồng thời chữa lành những tổn thương sẵn có từ trước đó. Vì vậy cũng có nghĩa là cà rốt có thể giúp cho cô bác phòng tránh cũng như cải thiện triệu chứng đau lưng do thoái hóa của bác nhé. Không những vậy, cà rốt còn có chứa cả vitamin K, vừa ngăn ngừa cục máu đông gây bít tắc mạch máu, lại vừa điều trị được chứng yếu xương. Bởi vì vitamin K đóng vai trò là một chất xúc tác giúp cho cô bác hấp thu và chuyển hóa canxi tốt hơn. Chẳng hạn như trong chế độ ăn hàng ngày, cô bác bổ sung đầy đủ các thực phẩm có chứa nhiều canxi như là trứng, sữa, đậu. Thế nhưng cơ thể của mình lại khó hấp thu thì cũng công cốc thôi cô bác. Do đó cà rốt sẽ giúp cho cô bác hấp thu triệt để lượng canxi mà cô bác nạp vào, tránh để trường hợp thất thoát một cách lãng phí và phòng ngừa nguy cơ hình thành sỏi thận. Còn chất beta-carotene nổi tiếng ở trong cà rốt thì sau khi đi vào trong cơ thể, nó sẽ chuyển hóa thành vitamin A để cải thiện thị lực, tăng cường sức đề kháng đấy của bác. Loại vitamin này cũng có tác dụng giảm viêm, giảm sưng, nên nó sẽ giúp cho cô bác xoa dịu cơn đau nhé. Tuy nhiên, ăn quá nhiều cà rốt sẽ bị vàng da, vàng mắt và chán ăn. Thế cho nên, cô bác chỉ cần ăn 2-3 bữa cà rốt mỗi tuần, mỗi bữa ăn khoảng 1 lạng là đủ rồi nhé cô bác. Bên cạnh đó, nếu cô bác đang bị táo bón hoặc mắc bệnh tiểu đường thì không nên ăn loại thực phẩm này để tránh làm cho bệnh trở nên trầm trọng hơn, cô bác nhé. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng củ khoai lang sẽ cực kỳ phù hợp với cô bác. Cô bác nào không thích ăn cà rốt hoặc muốn thực đơn của mình phong phú hơn thì có thể bổ sung thêm khoai lang nhé. Khoai lang trị táo bón thì cô bác nào cũng biết rồi, đúng không? Đang bị táo bón mà ăn lấy một củ khoai lang thì đảm bảo đi ngoài trơn tru hẳn luôn. Nhiều cô bác cũng chọn khoai lang làm món ăn vặt vì nó không gây tăng cân, thậm chí có không ít cô bác còn giảm cân nhờ ăn khoai lang thường xuyên. Tuy nhiên, công dụng khắc phục chứng đau lưng của củ khoai lang thì dám chắc là không phải cô bác nào cũng biết đâu. Khoai lang có chứa hàm lượng chất choline rất cao. Chất này nghe tên thì lạ, nhưng mà cái quan trọng là vai trò của nó. Có thể giúp cho cô bác giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, do đó đẩy lùi được cơn đau lưng của bác nhé. Bên cạnh đó, cũng giống như cà rốt thì củ khoai lang có chứa nhiều tiền chất vitamin A. Loại vitamin này cũng góp phần giảm sưng, ngăn ngừa tình trạng viêm cho cô bác. Ngoài ra, những dưỡng chất phong phú khác có trong khoai lang bao gồm cả khoáng chất, vitamin và carotenoid sẽ giúp cho cô bác tăng cường sức đề kháng để phòng tránh các bệnh mãn tính. Trong đó bao gồm cả chứng đau lưng do tuổi già bị thoái hóa xương khớp của bác nhé. Để nhận được các lợi ích này của khoai lang thì tôi khuyên là cô bác hãy ăn khoai lang vào buổi sáng nhé. Mình có thể dùng làm bữa sáng luôn và không nên ăn vào buổi tối vì thời điểm này hệ tiêu hóa của mình đang cần được nghỉ ngơi. Nó sẽ không làm việc hiệu quả nên có thể khiến cho cô bác bị trào ngược axit, bụng đầy trướng, căng cứng lên, khó tiêu và hậu quả là mất ngủ đấy cô bác.
Nếu cô bác không thích ăn quá nhiều các loại củ vừa rồi thì có thể chuyển sang ăn đậu đen. Nó có thể giảm đau lưng do tuổi tác hoặc là do thận của bác nhé. Từ trước tới giờ, đậu đen chủ yếu được dùng để nấu chè ăn vặt và giải khát trong mùa hè, có đúng không nào cô bác? Đậu đen cũng được biết tới là một bài thuốc, nhưng chủ yếu là bài thuốc để trị mất ngủ, dầu tóc bạc sớm hay là chữa liệt dương. Trên thực tế bây giờ tôi cũng thấy là chẳng mấy ai còn dùng nguyên liệu này để chữa bệnh cả. Người có đau yếu thế nào thì đi mua thuốc uống cho nhanh. Tuy nhiên phải nói thật là nó chỉ giảm đau tạm thời cho cô bác chứ không thể nào điều trị dứt điểm được. Do đó tôi mới chia sẻ với cô bác danh sách các thực phẩm ăn để khỏe, ăn để hết đau lưng. Trong đó có hạt đậu đen này đấy cô bác. Đậu đen có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhất là các axit béo omega 3. Không chỉ có tác dụng giải độc mà còn có khả năng chống viêm nên sẽ giúp cho cô bác ngăn ngừa cơn đau nhức, đau ở lưng hay đau ở chân tay cũng có thể điều trị khỏi. Hơn nữa, hàm lượng các chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa thương tổn có trong hạt đậu đen còn cao gấp 10 lần so với các loại quả như là cam, nho hay là dâu tây đấy cô bác. Không những vậy, đậu đen còn hỗ trợ cho cô bác giảm cân nhanh. Cô bác nào bị thừa cân, béo phì thì cũng hay bị đau lưng lắm nhé. Nguyên nhân là bởi vì lúc này mỡ thừa sẽ tích tụ nhiều ở vùng bụng, nó sẽ gây áp lực cho vùng thắt lưng của cô bác, kéo khung xương chậu về phía trước. Về lâu dài, các cơ ở lưng sẽ bị siết chặt, căng lên và khiến cho cô bác bị đau nhức cột sống lưng. Do đó có thể nói, công dụng giảm cân hiệu quả của đậu đen cũng gián tiếp ngăn ngừa đau lưng của bác nhé. Cô bác có thể làm nước đậu đen rang để uống mỗi ngày. Tối đến thì cô bác lấy chừng một lạng đậu đen, giã dập ra rồi xào với một ít giấm. Đợi đến khi nào nó còn âm ấm thì cô bác đem đắp trực tiếp lên vùng lưng cô bác bị đau. Sau đó cô bác cố định lại và để qua đêm nhé. Nếu cô bác ngại làm mấy phương pháp vừa rồi thì tôi sẽ chỉ cho một cách vừa bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa trị đau lưng, đó là các loại cá béo. Cá béo là các loại cá mà nó có chứa lượng dầu cao ở xung quanh khoang bụng, chiếm khoảng 1/3 trong các mô cơ thể đấy cô bác. Thay vì mua viên dầu cá đắt tiền thì cô bác chỉ cần ăn cá béo thôi là đã cung cấp đầy đủ cho cơ thể rồi. Hơn nữa, nó lại tự nhiên và vô cùng lành tính. Dầu cá có thể duy trì sự cân bằng của các khoáng chất trong xương của chúng ta, cũng như là các mô xung quanh. Bên cạnh đó, dầu cá cũng ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm. Về lâu dài, nó sẽ giúp cho cô bác giảm thiểu, phòng tránh các tổn thương gây đau nhức khu vực cột sống của bác nhé. Không những vậy, cô bác nào mà bị tình trạng máu lưu thông kém do hàng ngày ít vận động, ít khi tập thể dục thì cũng dễ bị đau nhức lưng. Trong khi đó, các chất dinh dưỡng có trong cá béo sẽ làm giảm nồng độ chất béo xấu trong mạch máu, thúc đẩy lưu thông máu nên sẽ cải thiện cơn đau lưng cho cô bác. Ngoài ra, thực phẩm này cũng giúp cho cô bác phòng tránh nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, mỡ máu cao, cũng là những vấn đề mà cô bác rất dễ gặp phải khi đã có tuổi. Do đó mỗi tuần, cô bác nên ăn từ 2 đến 3 bữa cá béo, gồm các loại cá như cá hồi, cá thu hay cá ngừ. Mỗi bữa, cô bác ăn chừng khoảng 1 lạng rưỡi thịt cá là đủ rồi nhé. Và cuối cùng là hạt óc chó. Cô bác nào có thói quen ăn vặt cho đỡ buồn miệng thì sẽ rất thích món ăn này. Nhiều cô bác khi mới ăn lần đầu sẽ cảm thấy ngai ngái, sống sống, ăn không được ngon miệng. Tuy nhiên, chỉ cần ăn vài lần thôi là cô bác có thể cảm nhận được mùi vị thơm béo của nó. Quan trọng hơn là cô bác có thể ăn mãi mà không hề tăng cân, cũng không gây ra bất cứ tác hại nào cho sức khỏe cả. Thật ra thì có muốn ăn nhiều cũng không ăn nổi, vì ăn hạt óc chó thì nhanh no, mà no lâu lắm cô bác nhé. Đối với các cô bác đang phải sống chung với những cơn đau lưng do lão hóa, thì hạt óc chó vì có chứa omega 3, các vitamin và phốt pho nên nó sẽ giúp cho cô bác giảm đau nhanh chóng. Bên cạnh đó, hạt óc chó cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, nên cô bác nào chưa bị đau lưng thì nên ăn dần đi để phòng ngừa. Sẽ tốt hơn là đợi đến khi nào mắc bệnh rồi mới chữa. Mỗi ngày, cô bác chỉ cần ăn khoảng 7 hạt là đủ rồi. Cô bác nào bụng dạ yếu hay bị đầy bụng, khó tiêu thì không nên ăn vào buổi tối. Khi ăn, cô bác lưu ý là nên nhai kỹ, sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon của hạt óc chó. Điều này cũng giúp cho dạ dày của mình tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn đấy cô bác. 5 loại thực phẩm vừa rồi sẽ giúp cho cô bác bổ sung các chất cần thiết nhằm điều trị cũng như phòng tránh đau nhức cuộc sống. Tuy nhiên, ăn uống thôi thì sẽ không đủ bởi vì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thoái hóa xương khớp. Trong đó phổ biến nhất là do thói quen sinh hoạt hàng ngày. Do đó muốn điều trị dứt điểm, tránh bị tái phát lại,
cô bác phải bỏ được các thói quen này. Thứ nhất là cúi người khi rửa bát. Cho dù cô bác ngồi xổm hay là đứng để rửa bát, chỉ cần là cúi lưng, cong lưng xuống thì có thể gián tiếp khiến cho cô bác bị đau lưng về sau này. Bởi vì khi đó, các cơ ở vùng lưng của cô bác sẽ bị kéo căng ra. Cô bác cứ để ý mà xem. Mỗi ngày cô bác chỉ cần duy trì tư thế này trong vòng vài phút mà thôi là hoàn toàn có thể gây ra đau lưng và thoái hóa cột sống. Do đó cô bác hãy điều chỉnh tư thế của mình sao cho phần lưng được thoải mái và không bị kéo căng. Nếu như cô bác đứng để rửa bát thì có thể kê một chân lên ghế. Nếu cô bác ngồi thì nên ngồi trên một cái ghế thấp thay vì ngồi xổm cô bác nhé. Thói quen tiếp theo là thường xuyên đi cầu thang bộ. Có lẽ nhiều cô bác sẽ thắc mắc là đi cầu thang bộ cũng giống như một hình thức để tập luyện thể dục, thì tại sao lại không được duy trì thói quen này? Đối với cô bác nào có sức khỏe bình thường, không bị đau lưng thì có thể leo cầu thang bộ. Tuy nhiên, nếu cô bác đang bị đau lưng hoặc đau mỏi gối thì tốt nhất là nên hỏi ý kiến của bác sĩ xem có ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh hay không. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà cô bác sẽ có phương pháp tập luyện phù hợp. Leo cầu thang không phải là phương pháp duy nhất đâu, đúng không cô bác? Và cuối cùng là nằm gối quá cao hoặc quá thấp, nằm đệm quá cứng hoặc quá mềm. Gối quá cao hay quá thấp thì đều có thể khiến cho vùng cổ của chúng ta bị gãy gập, chèn ép lên các dây thần kinh và mạch máu, khiến cho cô bác bị đau lưng. Ngay cả đệm cũng như vậy, đệm quá cứng sẽ khiến cho cô bác không thoải mái, đệm quá mềm lại khiến cho thân mình bị lún quá sâu. Mà cô bác nhìn hình ảnh cột sống của mình mà xem, nó đâu có thẳng đuột từ trên xuống dưới đâu. Do đó cô bác hãy chọn cho mình một loại đệm đàn hồi vừa phải, sao cho khi nằm lên thì cột sống sẽ tạo thành hình chữ S chuẩn mực. Khi chọn gối, cô bác cũng chú ý là nó phải giúp cho phần cổ, đầu và thân mình tạo thành một đường thẳng, cô bác nhé. Bất ngờ với 5 loại thực phẩm quen thuộc trị dứt điểm cơn đau lưng. Thứ nhất, cà rốt. Thứ hai là khoai lang. Thứ ba, đậu đen. Thứ tư là các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu. Và thứ năm là hạt óc chó. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. An tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.